Xin chào các bạn, tôi là Vĩnh. Rất vui gặp các bạn ở kênh Thầy Vĩnh TV. Một vấn đề gặp phải khi thực hiện ghi hình người dẫn chương trình hoặc lãnh đạo làm sao để nhớ hết lời theo kịch bản. Những thông điệp mà không được sai một từ nào. Những thuật ngữ chuyên môn, chuyên ngành sẽ là một điều rất khó và rất mất thời gian trong việc quay phim và càng khó hơn khi làm live show. Đồng thời phải đảm bảo mắt của người dẫn chương trình hay lãnh đạo phải nhìn thẳng vào máy quay để đảm bảo hướng nhìn với khán giả. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một thiết bị hỗ trợ cho người dẫn chương trình hoặc lãnh đạo phát biểu, đó là thiết bị Teleprompter TV, hay còn gọi là máy nhắc chữ TV. Đây là thiết bị Teleprompter có cơ cấu gồm một tấm kính quang phổ được thiết kế nghiêng một góc 45 độ, được đặt trước ống kính máy quay phim. Loại mà tôi đang dùng có kích thước 10 inch, thích hợp với khoảng cách gần, có giá đỡ iPad chứa app Teleprompter. App này cho phép nạp một đoạn văn bản và hiển thị ngược lên kính. Nhờ cơ chế này, người dẫn chương trình hoặc lãnh đạo sẽ đọc được chữ thuận mà vẫn đảm bảo hướng nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Theo tôi được biết, ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh còn có loại Teleprompter TV lớn hơn, tôi sẽ giới thiệu ở chủ đề sau. Các bạn nhớ đón xem nhé. Hy vọng rằng kênh Thầy Vĩnh TV đã mang đến cho các bạn một vấn đề mới mẻ. Nếu các bạn còn thắc mắc về thiết bị, vui lòng comment ở phần bình luận. Và đừng quên dành một like và subscribe cho kênh Thầy Vĩnh TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chủ đề tiếp theo.